Bản tin sáng ngày 19 tháng 9 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, ghi nhận hai trường hợp có kết quả real-time PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, một trường hợp là bệnh nhân đang nằm viện tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình, khu vực đã được phong tỏa trước đó. Một trường hợp ghi nhận tại điểm phong tỏa trên địa bàn khóm 2 phường 8 thành phố Bạc Liêu, nơi đã phát hiện F0 trước đó. Qua quá trình điều tra truy vết, hiện tại ghi nhận 9 trường hợp F1 của hai bệnh nhân trên.